Nói trước bước không qua Hòa Minzy, Như Lê và dàn sao hứa nhẹ nhàng ở đám cưới Minh Tú nhưng cái kết lại quậy rớt tóc giả, hư cả giày. Trước đám cưới, thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh. Yeah. Thôi anh không chơi đâu. Trong đám cưới. Đám cưới mời hơn nửa cái showbiz thì dễ gì mà nó nhẹ nhàng đúng không ạ? Thánh lầy cỡ Hòa Minzy dù đã hứa là nhẹ nhàng, mong đừng ai kéo mình lên sân khấu, ấy vậy mà vô tiệc thấy chị tự lên sân khấu, cháy hết mình luôn, mà không chỉ quậy vừa vừa. Một khi Hòa Minzy quậy là đến mức không có hai người em là Đức Phúc và Ezic cản lại chắc tới đâu luôn quá. Cũng không thua kém gì ai, lúc đầu tiệc Miu Lê cũng thẹn thùng, hướng nội dữ lắm, ấy thế mà một khi đã vào cuộc vui là cô ấy lên sân khấu một cái là đòi có ly cầm tay luôn rồi. Nhưng mà lát tao kéo mày lên sân khấu nha. Tao xin mày luôn á Khánh, tao xin mày luôn á, đừng có làm vậy nha, tao xỉu cho sân khấu á nha.